chuyện vợ chồng đưa nhau vào viện tâm thần xôn xao dư luận Trung Quốc. Câu chuyện một cặp vợ chồng ở Trung Quốc vì mâu thuẫn mà đưa nhau vào bệnh viện tâm thần gây chấn động mạng xã hội nước này. Người vợ được nêu tên trên các phương tiện truyền thông là Truy Gian, còn người chồng là Duyến Kiang, đều đến từ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Họ đều phải trải qua một thời gian ngắn trong các cơ sở điều trị bệnh nhân tâm thần từ năm ngoái sang năm nay nhưng sau đó được cho xuất viện, tờ Đinh Đoan News đưa tin. Cô ta nhốt tôi trong bệnh viện tâm thần khoảng 80 ngày, anh Duyến nói. Duyến, người đồng sở hữu một công ty với Truy, tuyên bố rằng việc ép anh ký cam kết tại bệnh viện tâm thần là một phần trong kế hoạch có chủ ý của vợ anh. Anh cho biết, do mâu thuẫn nên họ bắt đầu đánh nhau thường xuyên vào năm 2021. Chị Truy hay nói với chồng rằng anh không ổn định về mặt cảm xúc và cần được điều trị tâm thần. Mặc dù mâu thuẫn nhưng anh Duyến vẫn tin tưởng và nghe lời vợ đến một số bệnh viện địa phương khám. Anh nhận được nhiều giấy chứng nhận y tế chẩn đoán mắc chứng trầm cảm lâm sàng. Duyến cho biết mọi việc trở nên nghiêm trọng vào chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022. Hôm đó, anh vừa rời văn phòng thì có 5 người đàn ông túm lấy anh, kéo vào một chiếc ô tô và đưa anh đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Tây An, nơi anh bị buộc phải mặc áo choàng bệnh viện và ký cam kết trái với ý muốn của mình. Một giờ sau, tôi nhìn thấy vợ mình trong phòng bệnh và tôi chợt hiểu rằng đây là kế hoạch của cô ấy, Duyến nói. Suốt 80 ngày sau đó, Duyến buộc phải điều trị trong bệnh viện tâm thần và không được phép gặp bất kỳ ai ngoài Truy và những người bạn của cô. Đầu năm nay, Duyến được trả tự do với giấy chứng nhận y tế cho biết anh không mắc bệnh tâm thần. Nhận thấy vợ mình không bình thường, Duyến đã thuyết phục bệnh viện rằng vợ anh mắc bệnh tâm thần bằng cách cho họ xem những đoạn video quay cảnh cô đập phá đồ đạc. Hồi tháng 2, Truy bị đưa vào bệnh viện tâm thần theo cách tương tự như trải nghiệm của Duyến. Nhưng 3 ngày sau, gia đình cô đã tìm ra và bảo đảm để cô được xuất viện. Sau khi rời bệnh viện, cô đã cố gắng trình báo sự việc với cảnh sát, cho rằng Duyến đã có hành vi sai trái với cô để trả thù. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có đủ bằng chứng để điều tra vụ việc. Khi Ủy ban Y tế địa phương điều tra vụ việc, họ cho rằng cả hai bệnh viện sức khỏe tâm thần đều không vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý nào trong việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Câu chuyện đã khơi mào một cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ trên mạng xã hội. Một người nói, ôi chúa ơi, đây thật là một câu chuyện đáng sợ. Một người khác đặt câu hỏi, nếu tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, làm cách nào để chứng minh tôi không mắc bệnh tâm thần?